ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn sẽ mang kỷ vật gì đến với kỷ niệm thanh xuân? Ngọc Sơn đã đem xe đạp lên thành phố Hồ Chí Minh, đạp đi hát. Không bao lâu thì Ngọc Sơn đã mua được xe máy, nhưng mà xe đạp thì giữ mãi đến bây giờ, đó là kỷ niệm của người cha mẹ để lại. Những kỷ niệm thanh xuân lần đầu gợi nhớ, đầy cảm xúc. Bao nhiêu kỷ niệm bằng chiếc xe đạp. Yêu nó mà ôm hung, trời ơi thương một cách kỳ lạ lắm. Lúc đi gần còn không dám xách xe đạp đi nữa, sợ đi nó mòn lốp. Đón xem kỷ niệm thanh xuân với câu chuyện của danh ca, ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn, phát sóng vào lúc 19:15 thứ Bảy trên VTV9.